Ờ à, như vậy thì nhóc hồ tê đã có rất là nhiều dầu vàng rồi đúng không nào Bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đi nâng cấp Của nhóc hồ tê nữa cả nhà này Ủa ơi, anh em ơi nâng cấp tường thành cứ gọi là đã đời Không mặt trời luôn anh em ạ Đấy Hey cả nhà Vâng chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cho mình nha Mình nhóc hồ tê đây, đây hôm nay anh em chúng ta lại quay trở về đó chính là chuyên mục đi sửa sang lại những em mạc bị lỗi cả nhà nhá à, và hôm nay nhóc mà đây sẽ lựa chọn cho mình đó chính là một em mạc choan 12 và các bạn để ý rằng là em này thì à, lỗi khá là lặng về cái vấn đề về tường thành đúng không phòng thủ thì mình thấy rằng là à, có phòng thủ của an chín lăng là khá nhiều này có một vài con cao lông của choan 10 nhưng chúng ta có một cái điểm ưu à, thế lớn đó chính là nhà chính đã là nhà chính 5 sao và đặc biệt là chúng ta nhờ chính năm sao rồi anh em chúng ta không thể là bung cho 13 nữa chúng ta có pháo đại bằng mắc của trang 12 tuyệt vời cả nhà nhá sau cái uh, sau cái quá trình đó chính là update cho 15 ra ấy thì chính thức là cho 12 và cho 13 và cũng như là bắt đầu anh em 9, 10, 8, 7 thì đã được giảm giá xuống rất là nhiều cả nhà Đó, nên là hôm nay để anh em chúng ta sẽ quay ra sửa sang em nó Và các bạn cũng thấy rồi, tường thành đã được giảm giá xuống rất là sâu rồi cả nhà Ví dụ như con tường của Trang 8 này, lên hàn 9 chỉ có 100.000 thôi Và tường lên hàn 9 uh, mắc này cả nhà này, có 200.000 thôi Thật sự quá rẻ luôn 200.000 cả nhà, đó anh em thấy không Lần cấp 200.000 một viên tường dưới đây, trời ơi Vậy thì tại sao anh em lại còn đang để đó chính là từ màu đen này chứ đúng không? Đấy, nên là hôm nay nhóm của đây sẽ uh, sửa sang em nó. Đầu tiên thì nhóm của đây sẽ đi farm cùng với tất cả các bạn một trận đã nhá. Ok, bây giờ anh em chúng ta sẽ đi farm nhá. Không nghĩ nhà mình lỗi như vậy mà những căn nhà khác cũng lỗi theo anh em ạ. Đây. Nhóm của đây đã tìm ra một căn nhà trang 11 khá là lỗi cả nhà này. Là mình sẽ quyết định đánh nhá. Ở đây thì hiện tại trang 12 nhưng mà dòng điện của mình vẫn đang là dòng điện của trang 11 anh em ạ. Nó lại có một cái nghịch lý buồn thế cả nhà ơi. Và con uh, các bạn để ý rằng là cái con um, đại quản giáo có level 9 thôi cả nhà nhá. Rất là yếu luôn. Vâng, bắn mạnh quá cả nhà. Trông vậy thôi nhưng mà nó bắn quá mạnh này. Rồi. Mạnh khủng bố luôn. Mình sẽ băng, băng thêm phát nữa anh em ạ. Ui, không cứu kịp con dòng điện kia, Bao dòng điện này, con dòng điện này giật thêm được phát nữa không? Không giật thêm được một phát nữa. Trời ơi, mình cứ ngỡ là giật được thêm phát nữa là mình không đóng băng. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ phải chấp nhận cho con dòng điện đó nó bắn chùa, à cái con phá đại bàng nó bắn chùa con dòng điện thôi. Mình định không uh, lém băng đâu đấy Nhưng mà vẫn phải lém băng Tháp phòng không Infelo nhà người ta đang bị uh, Múa may quay cuồng Không có dầu anh em ạ <laughs> Căng nha Phá đại bàng bắn chùa nhiều thế Còn một tháp phòng không Một queen còn gồng nhá Mình sẽ không tạo quân hội nữa Mình đang cố gan lì đây các bạn Hai dòng điện này Phá đại bàng Queen 23 Thế nào queen bắn chậm thế Rồi đấy các bạn thấy không khi mà anh em chúng ta cầm một con hạc lỗi Khi mà anh em chúng ta cầm một con hạc yếu Thì các bạn thấy cái vấn đề xảy ra rồi đúng không nào Ui ơi Pháo đại bàng Pháo đại bàng kìa cả nhà kìa Lú theo luôn Vâng Bắn hình như phát kia được phát cuối thì phải Vẫn còn hai cây x cả nhà Thôi à, Mình cũng sẽ quyết định là đi về thôi Có khi nào x bắn cũng hết đạn luôn không nhỉ Quyên hẹo rồi Thôi đi về thôi anh em nhá 92 phần trăm cả nhà đây bây giờ sẽ nâng cấp tên, tên, tên với anh em này mặc dù dầu vàng mình vẫn chưa mắc cho lắm anh em nhá nhưng chúng ta sẽ nâng cấp thêm một vài nhịp nữa trong lúc chờ đợi tên lính thứ hai ra ở đây mình đang có 7 triệu dầu có lẽ mình sẽ nâng cấp đó chính là một vài cái đơn vị lính mới lên cả nhà Ôi ví dụ là con dòng điện này Mình thấy rằng là spam đánh con dòng điện rất là tốt Mà bây giờ dòng điện mới đang là dòng điện level 2 thôi Và mình sẽ đẩy con dòng điện lên Đó chính là dòng điện level 3 nhá Nhưng chúng ta cần phải chờ đó chính là 9 ngày 17 giờ nữa cơ Một cái vấn đề đã được giải quyết đúng không nào Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiêu sang Đó chính là vàng gãy nhà Inferno Vâng hiện tại mới đang là cấp 2 hai thôi đẩy cấp 3 cả nhà này ít đây là hai cái đơn vị mà mình muốn đẩy lên vèo cái thôi là chúng ta đã đưa được hai dân vào vị trí rồi đúng không bây giờ thì nhóm ở đây sẽ đẩy thêm không bây giờ mình nhập nhận ra đó chính là con danh trại quân đội khá là yếu hiện tại vẫn đang là doanh trại quân đội của trang 10 mình sẽ cần đẩy danh trại quân đội lên nã ở đây mình soi qua thì chỉ có duy nhất đó chính là một con danh trại quân đội ở đây thì là mắc thôi cả nhà còn một con danh trại quân đội ở đây thì hiện tại đang là danh trại quân đội của Trang 11 Hai con danh trại quân đội này thì đang là danh trại quân đội của Trang 10 cả nhà này Ok và mình cũng sẽ để dành ra một dân nâng cấp ở đó Thiếu một xíu xíu nữa thôi là chúng ta sẽ có thêm một búa này cả nhà Hơi tiếc nhỉ Hiện tại thì còn đang dư đó chính là dư hai dân cả nhà nhá Nếu như các bạn nâng cấp ý Thì các bạn hoàn toàn là có thể nâng đó chính là cái con GT, Con người tuyết lên ý nhưng mà nếu như anh em nào cần đánh cơ thì các bạn mới nâng lên. Còn không thì thôi nhá. Ngay cả kẻ. Đó chính là con golem băng cũng vậy. có hiện tại nhóc vào tê cũng chưa quá cần lắm. Nên là nhóc hồ tê sẽ để uh, ưu tiên những uh, công trình khác. Nhóc hồ tê sẽ đẩy vào. Rồi. Ba dân rồi. Bây giờ thì có lẽ chúng ta vẫn đi farm thêm trận nữa đi. Sau đó thì về chúng ta lại nâng cấp tiếp. Đúng không nào? Rồi. Anh em cứ chịu khó đi uh, farm thôi các bạn nhá. Bây giờ thì nhóc hồ tê cũng... Uh cố gắng đẩy thêm một xíu xiu kiếm thêm ít dầu vàng đó cả nhà ờ có mỗi con ba lon <laughs> buồn ghê đấy rồi phát ấy chơi luôn ba lon đá đi trận kia mình không uh, đùa cái ông đại quản giáo chỉ có đại quản giáo level chín thôi cả nhà nên có một xíu xiu thôi là em nói hẹo mất rồi rồi rất là yếu luôn ờ, oh, như vậy ở đây là nhà chính cho ăn mười mười ba sẽ làm choáng như ra một tí, không phải làm choáng mà đóng băng anh em ạ Queen này, queen level 9 thôi anh em nha Thôi, có con máy, con balon đá nó cân khá là tốt anh em nha Nhà này cũng yếu thôi Ok, đẹp trai rồi Đánh xong rồi ý, các bạn ạ, à, các bạn cần phải đi đánh Thì các bạn mới biết được căn nhà của chúng ta yếu như thế nào Nhất là quân đội của chúng ta đúng không Thì mình nhận ra là, sau khi mình đi clear này Mình nhận ra là, oh, hero khá là yếu Hero thật sự là yếu Đây là nhóc MT sẽ ưu tiên dành ra một dân để nâng cấp Hero cả nhà. Chứ mình thấy hiện tại thì Hero đang yếu quá Queen 23, King 23, Đại Quản Giáo level 9 Quá mong manh và cực kỳ là dễ vỡ đúng không nào Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ quay ra nâng cấp cả nhà nhá Như nhóc MT đã nói đấy thì hero yếu quá cả nhà chính bởi vậy mà nhóc MT sẽ ưu tiên sang một dân để đẩy vào con queen lên cả nhà nhá. Hiện tại thì king đang 23 cả nhà, queen cũng đang 23 và thời gian nâng cấp thì cũng rất là nhanh thôi, hai ngày 11 giờ nữa. Vậy là ở đây chúng ta sẽ có thời gian nâng cấp nhanh nhất là 2 ngày 11 giờ, đó chính là thời gian của con queen đúng không? Còn bây giờ thì chúng ta còn rơi một dân cả nhà. Cái vấn đề còn lại, nếu như mà các bạn chịu khó đi farm thì các bạn sẽ đẩy được vào rất nhiều tường thành cả nhà nhá. Bởi vì các bạn cũng thấy được rằng là con này rất là yếu tường thành đúng không? Tường thành chỉ có 200 nghìn thôi cả nhà Ôi dồi ôi Từ vừa nãy giờ anh em để ý là nhóc bà tì lần cấp được bao nhiêu cả nhà kìa Thế thì cũng rất là nhanh thôi đúng không? 200 nghìn Đây sẽ chuyển qua dầu nhá Bởi vì dầu hồng hiện tại của chúng ta bây giờ cũng không cần nữa có lâng ngực vào con đại quản giáo đấy nhưng mà hiện tại thì bây giờ anh em lâng vào đại quản giáo thì nhóc vào t xem là ờ đâu đấy là một ngày hai à, một ngày 20 giờ rồi ok thì sẽ để sau vậy anh em ạ bây giờ chúng ta sẽ đi à, đấy đập sướng không cả nhà ơi ui hai triệu như vậy là được 10 viên nữa cơ anh em thấy không từ vừa nãy giờ được uh, cỡ tầm khoảng uh, 30 viên đấy nhờ 30 viên đấy anh em Rất là sướng luôn Lần cấp Ấy Sướng chưa anh em À, cứ 200.000 một phát hết rồi cả nhà Bây giờ thì chính thức hết rồi Còn cái tường đó chính là lên tường của cho 10 ấy, Thì sẽ là 500.000 một phát Cũng rất là rẻ so với lại ngày trước rồi đúng không nào? Còn vấn đề bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cứ tích cực đi farm thôi nhá Nhóc của tên sẽ đi farm thêm một xíu xíu nữa ừ, uh, Như vậy thì nhóc của tên đã có rất là nhiều dầu vàng rồi đúng không nào Bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đi nâng cấp cùng với nhóc của tên nữa cả nhà này Ủa wow, anh em ơi nâng cấp tường thành cứ gọi là đã đời ông mặt trời luôn anh em ạ Đấy Mình nghĩ rằng là các bạn chỉ cần farm trong vòng cỡ tầm khoảng một ngày thôi Trong vòng cỡ tầm khoảng một ngày thôi là gần như là Mấy cái đoạn tường thành này của chúng ta sẽ bơ phạch hết cả nhà nhá wow. Căng nhá Đây anh em này Tiếp tục này Uầy, wow. Phê chưa cả nhà Thu về tiếp cả nhà nhá Và chúng ta lại tiếp tục nâng cấp lên 200.000 thôi Bây giờ không nâng cấp được cả một đoạn nữa rồi Thì anh em chúng ta sẽ nâng cấp tay từng viên một cả nhà từ vừa nãy giờ nếu như mà không nhầm thì nhóc mọi tên sẽ phải nâng cấp được cỡ tầm khoảng ngoài 50 viên rồi đấy cả nhà. Ngoài 50 viên là cái chắc rồi. Rồi. Phê dã man luôn cả nhà này. Tiếp tục cả nhà nhá. Wow. Dầu hồng cả nhà này. 3 triệu uh, 8 dầu hồng cơ được 8 viên. 9 viên anh em ạ. Sorry anh em. Tính toán nó hơi lú một tí. Đấy anh em ơi. 9 viên. Wow thoáng cài thôi mà chúng ta đã nâng cấp được rất là nhiều tường thành rồi đúng không? Bây giờ thì cái dân cuối cùng này nhóm ở đây sẽ chỉ đi nâng cấp tường thành đi nâng cấp tường thành thôi nhá và đâu đó còn cỡ tầm khoảng một ngày gì đó thì bắt đầu nhóm ở đây mới quay ra đó chính là nâng cấp vào uh, ông đại quản giáo này hoặc là công trình khác để cái con dân đó chính là con dân uh, đập quân queen ý thì nó xong thì nhóm ở đây sẽ lại tiếp tục sử dụng nữa cả nhà đó là cái chiến thuật sửa nhóm ở đây vâng và hôm nay video của mình kết thúc tại đây anh em cùng chờ đón xem sau một tuần nữa thì con đạt này sẽ như thế nào nhá giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn nhá